Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho anh em rút top 10 top cần GELX từ dự án Botchkin các bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì click phần link mô tả mình kiểm tra lại các bạn. Thì các bạn nào có làm thì các bạn bấm làm theo mình các bạn. Các bạn click phần link mô tả của Telegram của mình kiểm tra lại, các bạn bấm vào balance này các bạn. Ôi, sao kỹ ta, nó kêu chụp màn hình balance này. Gaffer start. Bot này đóng mà. Rồi các bạn bấm vào start, các bạn bấm vào balance nha bạn. Rồi thì các bạn sẽ chụp cái màn hình lại giúp mình nha bạn. Các bạn bấm nút start là nó hiện ra một cái balance và withdraw, thì chương trình này gấp nó end nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình. Rồi các bạn click vào link mô tả thứ hai của mình, các bạn mở link form ra người ta các bạn. Thì mở cái link form ra thì các bạn nhấp vào đây, các bạn đăng ký một cái sàn là Finexbot nha bạn. Đây là một cái sàn giao dịch rất là uy tín, trên đã đứng top 1 trên CoinMarketCap hay gì bạn. Top 3 hay gì các bạn ơi. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản, các bạn bắt đáp lợi nè. Vậy mà đã có tài khoản rồi, các bạn điền một cái tài khoản trên Finexbot, trên sàn Finexbot nha bạn. Rồi các bạn chụp lại một, gỡ lên một cái bức ảnh balance hồi nãy các bạn chụp nha các bạn. Bạn nào không hiểu gì thì cứ liên hệ trang cá nhân mình sẽ liên hệ kết bạn Zalo, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha các bạn. Thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn tải lên một cái tạp các bạn. Ok. Rồi các bạn nhập tool balance thì các bạn nhập số lượng của tất cả các bạn bao nhiêu các bạn, thì các bạn mở lên một con bot các bạn kiểm tra lên các bạn. Mình đã có 30 nè bạn. Thì các bạn bắt vào đây 30 nha các. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn trước khi khai báo trên bot nha bạn. Còn anh 1 2 3 4. Sau này tôi cần nó sẽ trả về sàn Finexbot nha bạn. Rồi bạn bấm gỡ. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con GELX, đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.